Chào các bạn, mình là Quang đây. Hôm nay thì mình đi ăn gà rán Hàn Quốc. Đây là tiệm Nene Chicken ở Nam Bà. Mình được một anh bạn người Nhật trong công ty giới thiệu, nên hôm nay mình đến ăn thử. Cái quán này thì bán rất nhiều loại gà rán. Ngoài ra thì còn có ramen, cơm trộn, tteokbokki, kimbap, vân vân, rất là nhiều loại. Có thể nói đây là một thiên đường cho những bạn nào là fan cổ đoan Hàn Quốc. Còn đây là rượu soju các bạn. Rượu này thì nó có hương dâu. Mình nghĩ nó sẽ khó uống lắm, nhưng mà thật ra thì nó cực kỳ dễ uống. Rượu soju nó chỉ có 13% độ cồn, vị khá là ngọt và dễ uống. Nhưng cái này uống nhiều là say đấy. Còn đây là mì ramen kimchi. Nhìn nó khá là đạm bạc vì bên trong nó chỉ có mì, kimchi và nửa quả trứng. Vị thì khá là cay. Những bạn nào mà là fan K-pop thì vào cái quán này là trúng ổ rồi. Quán phát toàn nhạc K-pop. Trông nó như là một cái buổi concert trở hình vậy. Đây là bài Dreams Come True của nhóm S3. Còn đây là món chính của ngày hôm nay, gà rán. Combo gồm có hai phần gà. Nhìn trên menu mình tưởng cái gà màu đỏ kia là gà cay, nhưng thật ra đó là gà mật ong. Mình muốn ăn gà cay nhưng mình đã gọi nhầm gà mật ong. Trời ơi. Để cho đỡ ngán thì ăn kèm nó với củ cải, tteokbokki và bắp cải sống. Đi ăn hai người hết cả 5 sen, cũng khá là rẻ. Các bạn thích thì hãy like và follow kênh nhé. Từ đây các bạn.